Bộ Y tế điều hai bệnh viện Trung ương hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu chống dịch COVID-19. Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong quản lý, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn và thành lập trung tâm hồi sức tích cực. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký quyết định phân công bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Phụ sản Trung ương hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong quản lý, điều trị COVID-19, hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vũng Tàu giao hai bệnh viện hỗ trợ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đánh giá, tổ chức thu dung điều trị, các điều kiện hiện có về dương bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh. Thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục, thành lập trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19. Hai bệnh viện phải cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội chẩn từ xa, tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực và giám sát chất lượng về cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế các tỉnh thành phố, tổ chức giao ban hàng ngày để rút kinh nghiệm điều trị giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến quận huyện thành phố được phân công. Bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Phụ sản Trung ương có nhiệm vụ phối hợp với trung tâm cấp cứu 115 tỉnh, thành phố trong việc điều phối, chuyển tuyến kịp thời và phù hợp người bệnh COVID-19. Theo thống kê Số ca mắc mới Covid-19 ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 20.300 ca. Trong thời gian gần đây, số ca mắc Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam gia tăng, trong đó rất nhiều F0 trong cộng đồng. Việc gia tăng ca mắc khiến nhiều địa phương phải mở rộng cơ sở điều trị, thu dung, đồng thời triển khai việc cách ly, điều trị và theo dõi F0 tại nhà. Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý. Điều trị COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh phía Nam, Bộ trưởng yêu cầu các bệnh viện được phân công phải nhanh chóng đưa thêm nhân lực, cử chuyên gia hồi sức có kinh nghiệm đến các tỉnh để hỗ trợ điều trị và phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 10 tháng 12, bệnh viện Bạch Mai đã có buổi giao ban trực tuyến đầu tiên với ngành y tế An Giang về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại địa phương này. Theo báo cáo của Sở Y tế và các chuyên gia của bệnh viện Bạch Mai hiện đang hỗ trợ An Giang chống dịch. Hiện tại các giường điều trị tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng của bệnh viện Đa khoa BVDK An Giang, bệnh viện Đa khoa Tân Châu, bệnh viện Đa khoa Châu Đốc đang bị quá tải. Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, bệnh viện Bạch Mai, trưởng đoàn công tác tại An Giang cho biết nguyên nhân là do số lượng bệnh nhân tăng lên từng ngày và việc phân tầng bệnh nhân tại cơ sở chưa chính xác gây nên tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, không những tình trạng quá tải bệnh nhân tại các trung tâm ICU mà nhân lực điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3 cũng thiếu trầm trọng. Hiện một tour trực chỉ có 4 đến 5 bác sĩ, trong đó chỉ có một bác sĩ cấp cứu mà phải chăm sóc 100 bệnh nhân. Việc này là quá tải với thầy thuốc, bác sĩ Dũng nói. Tại buổi giao ban, các chuyên gia bệnh viện Bạch Mai đề xuất tỉnh An Giang tận dụng những giường bệnh có sẵn trong các cơ sở y tế đưa thêm nhân lực, hệ thống khí vào để sử dụng điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế cần thực hiện phân tầng bệnh nhân COVID-19, đồng thời tăng cường bao phủ vaccine COVID-19 bởi tỷ lệ tử vong ở An Giang đa số là người chưa tiêm vaccine. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.